Thưa quý vị, sau khi đổ bộ vào móng cái Quảng Ninh, bão số 3 có tên quốc tế là Wifa đã suy yếu thành một vùng áp thấp trong đất liền. Tuy nhiên, áp thấp nhiệt đới vẫn duy trì mức gió từ cấp 6 đến cấp 9, kèm theo mưa lớn trên diện rộng tại các tỉnh như Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn. Theo đó, cảnh bão lũ quét, sạt lở, đất tại một số khu vực và ngập úng ở khu vực trụng thấp. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 3 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc, 106,9 độ Kinh Đông, trên khu vực các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, từ 40 đến 50 km h giật cấp 8. Trong tối và đêm qua ngày 2 tháng 8, bão số 3 đã đi vào khu vực phía bắc tỉnh Quảng Ninh và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tại trạm móng cái, Quảng Ninh đã đo được gió mạnh cấp 7, Gió giật mạnh đến cấp 9, ven biển Quảng Ninh Hải Phòng đã có gió giật cấp 6 cấp 8. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to, một số nơi mưa rất to, như Móng Cái là 209 mm, Quảng Hà Quảng Ninh là 143 mm, Mỗ Sơn Lạng Sơn là 165 mm. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ. Dù chưa có thiệt hại thống kê, song dự báo hoàn lưu áp thấp sẽ tiếp tục gây mưa lớn ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 300 mm cả đợt, riêng khu vực Đông Bắc, Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa là từ 200 đến 400 mm cả đợt, cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3. Đáng chú ý vào tối ngày 2 tháng 8, báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa cho biết, Do ảnh hưởng của bão số 3, những ngày qua nhiều địa phương ở tỉnh này đã xảy ra mưa lớn, rông lốc, khiến huyện biên giới Mường Lát xảy ra mưa lớn dẫn đến sạt lở đất. Hậu quả là anh Vàng A Lâu, 33 tuổi, thôn Sài Khao, xã Mường Lý, huyện Mường Lát tử vong. Bên cạnh đó, lốc kẻ mưa lớn đã khiến 18 nhà dân, một điểm trường mầm non xã Phú Sơn hư hỏng và 5,3 hecta cây trồng bị thiệt hại hoàn toàn. Còn tại huyện Quan Sơn, mưa lớn kèm gió lốc khiến 16 nhà dân bị thiệt hại.